Vừa em làm 400 quả mà trái tim em ăn rồi phải không? Làm gì 400 quả? 400 cái, 400 trái tim luôn á. Bữa chủ nhật vừa rồi chứ đâu. Em dậy lúc 1 giờ. Chủ rồi có ai ra đâu mà được chưa anh? Thì đó, bữa đó em ra là được. À, bữa đó em đâu tập đâu, bữa đó em mới làm trái tim 400 cái, chủ thấy không? Chủ nhật vừa rồi hay chủ nhật trước nữa? Chủ nhật tuần vừa rồi nè. Chủ nhật. Ủa chủ nhật tuần vừa rồi có ai đâu? Không, ngày hôm qua chủ nhật. Đúng rồi, tối chủ nhật, đúng rồi. Đúng rồi, ngày hôm qua buổi sáng 1 giờ em dậy. Xong rồi em năn nỉ thằng này nè. Ngồi kia kìa. Nó bảo là ra đi, chị quay cho. Còn một ngày nữa thôi. Em dụ sai rồi, ra đi, chị đem đồ ăn ra. Vừa đó, thật vừa đó em nấu bánh gạo nhờ, bánh gạo cay nhờ. Nó nghĩ sao chị dậy được. Dạ. Oh my god. Really? Do you go? Uh-huh. Còn một cái nữa. Ủa, lấy cho chị mà. Thấy có bao nhiêu? Dạ, chờ. Lấy anh ơi, còn bao nhiêu cái nữa? Một cái nữa. Chai, cố lên. Mấy phút rồi? Ôi, 3 phút rồi. Nhớ lên, cố lên, cố lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Rồi ok, xong rồi anh.